Sáu vị thánh dẫn lối hôn nhân hạnh phúc. Đối với những cặp đôi chuẩn bị nói lên lời kết ước hôn nhân, tôi đồng ý. Dưới đây là một số vị đồng hành đáng kính giúp bạn tự tin bước vào cuộc sống gia đình. Với các cặp đôi ngày nay, quá trình kết hôn diễn ra khá đơn giản, mặc dù thường tốn kém. Tuy nhiên, việc giữ lửa gia đình và thăng tiến trong hôn nhân lại phức tạp hơn nhiều. May mắn thay, giáo hội có thể cho chúng ta những vị bảo trợ thánh thiện, không chỉ giúp củng cố đời sống hôn nhân, mà còn nâng đỡ ta lớn lên trong đức tin và hạnh phúc vợ chồng mỗi ngày. Sáu vị thánh dưới đây như một bức tranh nhiều sắc màu được dệt nên bởi những nhân đức và kinh nghiệm phong phú có thể hỗ trợ và truyền cảm hứng cho bạn trong cuộc sống hôn nhân của mình. Mỗi vị đều mang đến sức mạnh và ơn truyền cầu riêng biệt, tạo nên một nét thống nhất bắt rễ từ tình yêu, đức tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Một Thánh Giuse. Thánh Giuse là bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, người cha nơi trần thế của Đức Giêsu và là vị bảo trợ của các gia đình và những người cha. Tình yêu kiên vững, sự tận tụy và đức khiêm nhường đã giúp Ngài trở thành mẫu gương tuyệt hảo của đời sống gia đình. Việc thỉnh cầu lên đấng chuyên tháo gỡ những vụ khó khăn, được biết đến với đức tính luôn che chở và dưỡng nuôi, có thể giúp ta xây dựng tổ ấm với đầy tình yêu thương, sự tôn trọng và những giá trị vững chắc của tình gia đình. 2. Thánh Monica. Thánh Monica là thân mẫu của Thánh Augustino, là bổn mạng của những người vợ và các bà mẹ. Câu chuyện của thánh nữ là điển hình cho sự kiên trì, nhẫn nại và đức tin kiên vững, ngay cả khi đối diện với những thử thách lớn lao. Bà không chỉ phải đối diện với những hành vi không mong muốn từ người con trai trước khi được ơn hoán cải, mà còn phải mang lấy nỗi đau về người chồng không có đức tin. Do đó, vị thánh của thế kỷ thứ tư này là người chuyển cầu mạnh mẽ cho những ai mong mỏi một cuộc hôn nhân bền chặt và lâu dài, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn. Tấm gương của thánh nữ khích lệ các cặp đôi luôn kiên định trong sự cam kết và tình yêu dành cho nhau. Ba Thánh Valentine. Trong khi Thánh Valentine được biết đến rộng rãi vì gắn liền với ngày lễ tình yêu, Ngài cũng là một linh mục đã giúp đỡ những Kitô hữu thời kỳ đầu. Ngài từng bí mật cử hành hôn lễ cho các cặp vợ chồng trong thời kỳ bị bách hại, điều cho thấy tinh thần dấn thân của cha cho sự thánh thiêng của hôn nhân. Khẩn cầu lên Thánh Valentine, ta có thể cảm nhận được sự lãng mạn và lòng nhiệt tâm với mối tương giao của mình, nhắc nhở bạn trân trọng và chăm chút cho tình yêu của mình hàng ngày. 4. Thánh Gianna Beretta Mola, vị thánh nữ người Ý thời hiện đại này, là bổn mạng của các bà mẹ, bác sĩ và trẻ chưa chào đời. Bà đã làm chứng tá cho tình yêu và lòng hy sinh khi từ chối điều trị ung thư khi đang mang thai để bảo vệ đứa con trong bụng mình. Vì ưu tiên cho gia đình và tính thánh thiêng của sự sống, bà đã ra đi không lâu sau khi con gái chào đời. Sự dấn thân của thánh nữ cho ơn gọi làm vợ và làm mẹ đã đưa đến một mẫu gương đương đại về cách cân bằng cuộc sống gia đình với trách nhiệm cá nhân và nghề nghiệp. Thánh nữ có thể truyền cảm hứng cho các cặp đôi mang lấy tấm lòng vị tha và sự nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hôn nhân. 5. Thánh Louis và Zélie Martin. Đôi vợ chồng thánh thiện này là phụ mẫu của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và là một trường hợp đặc biệt khi cả hai được phong thánh cùng nhau. Họ thể hiện vẻ đẹp của tình yêu vợ chồng và sự đồng tâm hiệp lực. Sự nâng đỡ lẫn nhau, đức tin sâu sắc và việc cam kết nuôi dạy con cái trong môi trường yêu thương và nhân đức khiến họ trở thành những vị bổn mạng lý tưởng cho bất kỳ cặp vợ chồng nào mong muốn xây dựng một gia đình vững mạnh và đầy ơn đức tin. Câu chuyện của họ càng cho thấy tầm quan trọng của sự đồng lòng và quyết tâm hướng tới những mục tiêu thiêng liêng chung trong cuộc sống hôn nhân. 6. Tổng lãnh thiên thần Raphael. Tổng lãnh thiên thần Raphael được biết đến như vị thánh bảo trợ cho việc chữa lành và đi đường bình an. Ngài đóng một vai trò quan trọng trong sách Tobia khi hướng dẫn Tobia và chữa khỏi bệnh cho Sarah. Khi tìm đến Ngài xin truyền cầu, Ngài có thể hướng dẫn và bảo vệ đời sống hôn nhân của bạn, giúp bạn vượt qua những thử thách để cùng nhau tận hưởng những niềm vui. Sự hiện diện của Ngài biểu trưng cho tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự trợ giúp thiêng liêng và giữ vững niềm hy vọng trong mọi hoàn cảnh.